viên Đức Thắng, Bình Định đã tốt hơn sau trận thua đậm câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Đức Thắng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của học trò trong chiến thắng 1-0 trước BKMX Bình Dương. Tối ngày 12 tháng 2, câu lạc bộ Bình Định đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước Bình Dương trên sân nhà Quy Nhơn. Ở hiệp đấu đầu tiên, hai đội tạo ra thế trận cân bằng, giằng co. Dù có một số tình huống nguy hiểm, không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Sang đến hiệp 2, đội chủ nhà giành lại thế trận và thi đấu lấn lướt đối phương. Phút thứ 70, từ quả phạt góc, ngoại binh Rafaelen đã có pha đánh đầu hiểm hóc giúp Bình Định vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Đức Thắng cho biết, trận thắng này của Bình Định có phần vất vả. Tuy vậy, rõ ràng chúng tôi có nhiều cơ hội rõ ràng hơn so với Bình Dương. Các cầu thủ của tôi đã tận dụng cơ hội tốt hơn. Trên sân, các cầu thủ đã chơi tập trung và khóa thành công hai mũi nhọn của Bình Dương là Rimario và Tiến Linh. Bình Dương cũng rất mạnh nên họ đã khiến các cầu thủ của tôi rất vất vả. Sau trận thua bẻ bàn 0-5 trước CAHN ở vòng đấu mở màn, câu lạc bộ Bình Định đã có liên tiếp hai chiến thắng. Ở trận trước, thầy trò huấn luyện viên Đức Thắng đã có trận thắng 3-0 trước Khánh Hòa. Về điều này, huấn luyện viên Đức Thắng cũng tiết lộ đã làm việc với các cầu thủ giúp họ cải thiện tâm lý thi đấu. Trận mở màn gặp Công an Hà Nội, tôi có cảm giác các cầu thủ của chúng tôi vẫn chưa bắt nhịp được tốt nên đã nhận một trận thua đậm. Ngay sau đó, tôi đã có buổi làm việc với các cầu thủ của mình để giải tỏa tâm lý cho họ, giúp đội bóng của chúng tôi bắt nhịp tốt hơn ở hai trận sau đó. Đặc biệt các ngoại binh và cầu thủ trẻ của tôi đã có sự hòa nhập tốt ở hai trận vừa qua trên sân nhà. Ở vòng 4, Topen Bình Định sẽ có chuyến hành quân tới sân vận động Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng vào lúc 18:00 ngày 17 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.